chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập cơ chế di truyền và biến dị được trích từ các đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Và video này trích từ năm 2019, mã đề 203, nội dung chương 1 có 9 câu. Câu thứ nhất tương ứng với câu 81 trong mã đề 203. Trong quá trình nhân đôi ADN, nucleotid loại T ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nucleotide nào của mạch khuôn? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần ôn lại khái niệm về nguyên tắc bổ sung, là nguyên tắc nói về một bazơ nitơ lớn liên kết với một bazơ nitơ bé bằng liên kết hydro. Nguyên tắc bổ sung thì có thể được thể hiện trong vật chất di truyền hoặc là trong cơ chế di truyền. Trước hết là trong ADN. Trong ADN thì bazơ nitơ lớn chính là adenine và guanine, còn bazơ nitơ bé chính là timin và cytosine. Và nguyên tắc bổ sung được thể hiện giữa A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro và G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro và ngược lại. Tiếp theo là trong ARN, có 3 loại ARN thì chỉ có 2 loại ARN là tRN hay là ARN vận chuyển và rRN tức là ARN ribosome thì mới có liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung. Còn ARN thông tin tức là mRN là không có liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung nha các bạn. Thì trong ARN, bazơ nitơ lớn là adenine và guanine, còn bazơ nitơ bé là uracil và cytosine. Thì nguyên tắc bổ sung trong ARN được thể hiện A liên kết với U bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro và ngược lại. Trong cơ chế di truyền thì cả 3 cơ chế nhân đôi, phiên mã và dịch mã đều có liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung. Trước hết là trong nhân đôi ADN, nguyên tắc bổ sung được thể hiện giữa ADN mạch khuôn với mạch ADN mới được tổng hợp. Nguyên tắc thể hiện là A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro và G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro và ngược lại. Trong cơ chế phiên mã, nguyên tắc bổ sung được thể hiện giữa mạch mã gốc của gen với phân tử mRNA. Cụ thể là A trên mạch mã gốc liên kết với U, T trên mạch mã gốc của gen liên kết với A, G trên mạch mã gốc liên kết với X và X trên mạch mã gốc liên kết với G. Trong cơ chế dịch mã thì nguyên tắc bổ sung được thể hiện giữa phân tử ARN thông tin với ARN vận chuyển, hoặc là chúng ta có thể nói là thể hiện giữa codon với anticodon. Codon là bộ ba trên mRN, còn anticodon là bộ ba trên tRN. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện là A liên kết với U bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro và ngược lại. Do vậy trong câu này, người ta hỏi quá trình nhân đôi ADN thì nu loại T ở môi trường thì sẽ liên kết bổ sung với nu loại nào của mạch khuôn, đó chính là loại adenine. Đáp án câu D ha các bạn. Câu số 2, dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn? Để trả lời câu này chúng ta cần ôn lại vai trò và ý nghĩa của các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là mất đoạn, lập đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn. Mất đoạn thì có vai trò là mất đoạn nhỏ sẽ giúp loại bỏ các gen không mong muốn ở một số giống cây trồng, ở thực vật ha các bạn, hoặc là dùng để xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. Còn vai trò của lập đoạn thì là giúp lập gen khi kết hợp với đột biến gen có thể tạo nên gen mới, hoặc lập đoạn có thể giúp thu nhận được nhiều sản phẩm của gen hơn. Ví dụ như là lập đoạn ở đại mạch có thể làm tăng hoạt tính của enzyme amylase, có vai trò trong sản xuất bia đó các bạn. Còn vai trò của đảo đoạn và chuyển đoạn thì rất là giống nhau, đều có vai trò trong quá trình hình thành loài mới. Và thể đột biến, đảo đoạn hay chuyển đoạn thì đều có thể làm giảm khả năng sinh sản, do vậy dùng để phòng trừ sâu bệnh. Do vậy trong câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B ha các bạn. Đột biến cấu trúc dùng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn chính là mất đoạn nhỏ và ứng dụng ở thực vật ha các bạn. Còn ở động vật thì chúng ta lưu ý là chúng ta không có gây đột biến gen hay đột biến nhiễm sắc thể ở động vật, bởi vì cơ chế xác định các cơ quan, hệ cơ quan hoặc là cơ chế xác định giới tính ở động vật rất là phức tạp. Khi chúng ta gây đột biến nhân tạo thì có thể gây ra quái thai dị dạng ở động vật mà không thể đạt được cái mục đích mà mình mong muốn ha các bạn. Câu số 3, thể đột biến nào sau đây có bộ nhiễm sắc thể 2N+1? Câu hỏi này liên quan đến dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể các bạn. Trong đột biến số lượng nhiễm sắc thể thì chúng ta lưu ý là có hai dạng là đột biến lệch bội và đột biến đa bội. Đột biến lệch bội là đột biến làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể ở một hoặc vài cặp nhiễm sắc thể mà thôi.
Còn đột biến đa bội là đột biến làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp. Ví dụ như chúng ta xét một loài 2N bằng 8 với 4 cặp nhiễm sắc thể như thế này. Ở mỗi cặp thì có 2 chiếc nhiễm sắc thể. Với dạng đột biến lệch bội, ví dụ như là thể 1, 2N-1, tức là ở một cặp nhiễm sắc thể nào đó, lẽ ra có 2 chiếc, thì bây giờ chỉ còn một chiếc thôi, gọi là thể 1, 2N-1. Thể 3 thì bình thường, ở mỗi cặp có 2 chiếc, bây giờ ở một cặp nào đó, ví dụ là cặp thứ 4, thì có 3 chiếc, thì gọi là thể 3, 2N-1. Còn với đột biến đa bội mà là thể tam bội, 3N, thì tất cả các cặp nhiễm sắc thể chúng ta thấy trên hình vẽ là đều có 3 chiếc nhiễm sắc thể. Chúng ta thấy trên hình này là thể tam bội 3N thì khác với thể 3 ha các bạn. Thể 3 thì là chỉ có một cặp nào đó có 3 chiếc thôi. Còn thể tam bội là tất cả các cặp nhiễm sắc thể đều có 3 chiếc. Tương tự như vậy với thể tứ bội 4N thì tất cả các cặp nhiễm sắc thể đều có 4 chiếc. Do vậy trong câu này, thể đột biến có bội nhiễm sắc thể 2N+1 chính là thể 3. Tức là ở một cặp nhiễm sắc thể nào đó bình thường có 2 chiếc thì bây giờ có 3 chiếc. Câu 4, triplet 3.XAT5, mã hóa axit amin valin. TARN vận chuyển axit amin này có anticodon là. Để trả lời câu này, chúng ta cần lưu ý đề cho chúng ta triplet tức là bộ 3 ở trên gen và hỏi chúng ta là trình tự các nucleotide của anticodon tức là bộ 3 trên ARN vận chuyển. Sơ đồ sau đây mô tả cơ chế truyền thông tin di truyền từ gen đến chuỗi polypeptide, còn gọi là cơ chế biểu hiện gen, thông qua quá trình phiên mã và quá trình dịch mã. Đầu tiên là thông tin di truyền ở trên gen tồn tại dưới dạng các bộ 3, gọi là triplet. Thông tin di truyền trên mRNA tồn tại dưới dạng các bộ 3, gọi là codon. Thông tin di truyền ở trên tRNA gọi là anticodon, bộ 3 đối mã. Trong quá trình truyền thông tin di truyền thì trình tự các nu trên gen sẽ được chuyển thành trình tự các nu trên mRNA, rồi sau đó sẽ được chuyển thành trình tự các axit amin trong chuỗi polypeptide. Cuối cùng là quá trình cắt bỏ axit amin mở đầu methionine để tạo thành chuỗi polypeptide hoàn chỉnh. Quá trình phiên mã chuyển thông tin di truyền từ gen sang mRNA có liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung giữa triplet và codon T liên kết với A, A liên kết với U, X liên kết với G, vân vân. Trong quá trình dịch mã, có hình thành liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung giữa codon trên mRNA với anticodon trên tRNA, A liên kết với U, U liên kết với A, G liên kết với X, vân vân. Và chúng ta thấy các triplet, ví dụ TAX và anticodon, ví dụ như UAX, đều liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung với codon trên mRNA. Do vậy, trình tự các nu ở trên triplet rất là giống với trình tự các nu trên anticodon. Ví dụ triplet là TAX thì anticodon là UAX, triplet là GGT thì anticodon là GGU, vân vân. Trình tự nu sẽ rất là giống, chỉ có khác là ở trên gen hay là triplet là T thì ở anticodon hay là ở trên tRNA thì nó là U. Chỉ có khác là T thay bằng U. Còn lại trình tự các nucleotide khác cũng như là chiều đọc 3.5 của triplet và anticodon là rất giống nhau ha các bạn. Do vậy trên câu hỏi thứ tư này, triplet 3.XAT5 thì sẽ có anticodon 3.XAU5 thay T bằng U thôi ha các bạn. Để kiểm tra chúng ta sẽ xem là bộ 3 trên gen là 3.XAT5 thì nếu theo nguyên tắc bổ sung thì trên mRNA nó sẽ là X liên kết với G, A liên kết U, T liên kết với A. Và trong quá trình dịch mã thì có nguyên tắc bổ sung giữa codon với anticodon, G liên kết với X, U liên kết với A, A liên kết với U. Và chiều đọc sẽ là 3.XAU5, rất là giống với triplet và chỉ thay T bằng U đó các bạn. Câu số 4 ta chọn đáp án là câu C ha. Câu số 5, một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là ABCDEFGHI bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là ADCBEFGHI. Đây là dạng đột biến nào? Chúng ta thấy rõ ràng là ở nhiễm sắc thể bình thường là BCD, xuống dưới này thì nó sẽ đảo 180 độ là B sang đây, rồi đến C, rồi đến D. Như vậy đã có cái đột biến làm đứt gãy cái đoạn nhiễm sắc thể BCD quay 180 độ và nối lại vị trí cũ thì nó sẽ có trình tự như thế này. Đây là đột biến đảo đoạn ha các bạn. Đáp án câu D. Câu số 6. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch polynucleotide mới
trên một chạc chữ Y trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần ôn lại quá trình nhân đôi ADN. Chúng ta biết là ADN thì cấu tạo theo nguyên tắc đối song song, tức là gồm hai mặt song song và ngược chiều nhau. Một mặt có chiều 3,5 phẩy và mặt còn lại có chiều 5,3 phẩy. Chúng ta lưu ý là ADN polymerase thì chỉ tổng hợp mặt mới theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy mà thôi. Và do vậy, sau khi ADN được enzyme tháo xoắn rồi tách mạch, thì hai mặt của ADN sẽ làm khuôn, tạo thành cái chạc chữ Y như thế này. Thì với mạch khuôn, mạch làm khuôn có chiều 3 phẩy đến 5 phẩy, mạch khuôn là cái mạch ở trên này. Thì cái mạch bổ sung, mạch mới tổng hợp được mô tả bằng màu đỏ sẽ được tổng hợp theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy theo cái hướng từ trái sang phải, cùng chiều với sự phát triển của chạc chữ Y. Chạc chữ Y được mở rộng theo hướng từ trái sang phải như thế này. Thì mạch bổ sung là mạch màu đỏ sẽ được tổng hợp theo chiều 5,3 phẩy cùng chiều với sự phát triển của chạc chữ Y và được tổng hợp một cách liên tục. Trong khi trên mạch làm khuôn có chiều 5 phẩy đến 3 phẩy thì mạch bổ sung sẽ được tổng hợp ngắt quãng thành những cái đoạn ngắn Okazaki như thế này, nhưng vẫn đảm bảo là theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. Những đoạn ngắn này ngược chiều với sự phát triển của chạc chữ Y. Và chúng ta thấy rõ ràng là khi mà hai cái ADN con được tạo ra thì chiều của hai mạch cũng là song song ngược chiều đó các bạn. Nếu ở đây 3 phẩy thì mạch mới sẽ 5 phẩy để đảm bảo nguyên tắc là đối song song. Và do vậy ở đây cũng vậy. Đầu này 5 phẩy thì đầu này phải là 3 phẩy. Và do vậy ở câu số 6 này chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D, sơ đồ số 2 ha các bạn. Và chúng ta để ý là trên mạch khuôn có chiều 3 phẩy, 5 phẩy thì mạch bổ sung sẽ được tổng hợp một cách liên tục và nó cùng chiều với sự phát triển của chạc chữ Y, tức là từ ngoài đi vào trong như thế này. Đáp án câu D ha các bạn. Còn ví dụ sơ đồ số 1 thì chúng ta thấy là trên mạch khuôn có chiều 3 phẩy đến 5 phẩy như thế này. Mà nếu như cái mạch bổ sung đi từ trong ra thì ADN luôn tổng hợp theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy, thì chỗ này sẽ là 5 phẩy và chỗ này sẽ là 3 phẩy. Thì đầu 3 phẩy ở đây và ở đây cũng là đầu 3 phẩy, thì là nó không đảm bảo nguyên tắc đối song song của ADN ha các bạn.